lặng lẽ những lần cãi vã chia tay rồi quay lại. Những tổn thương chất chứa thời gian dài để giờ đây quá nhiều mệt mỏi đôi tay chẳng muốn giữ. Khi yêu phải biết học cách có tìm lại bản thân. Đừng tổn thương người mình ngóng chân trọng. Đừng tổn thương đúng sai tặng ai đều phải đặt ra. Chẳng muốn giữ.